Trong khi đó, ở tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đang tưng bừng diễn ra lễ hội Carnaval truyền thống. Những đoàn người diễu hành trên đường phố trong trang phục đầy màu sắc hòa cùng với những âm thanh rộn ràng của vũ điệu Samba chính là một nét văn hóa đặc trưng đã tồn tại cùng với lễ hội hóa trang ở thành phố này trong gần 90 năm qua. Thành phố Rio de Janeiro như bùng nổ trong âm thanh, ánh sáng và màu sắc. Lễ hội gắn liền với các buổi diễu hành cạnh tranh giữa các trường dạy Samba. Mỗi người đều có các vũ công, biên đạo múa và nhạc sĩ riêng tạo nên các màn trình diễn độc đáo. Những bộ trang phục hóa trang lộng lẫy và đẹp đến kỳ lạ của các vũ công Samba là một trong những phần không thể thiếu và góp phần làm cho lễ hội càng trở nên sôi động hơn. Chính sự sáng tạo của họ đã tạo cho lễ hội một bầu không khí náo nhiệt hiếm có. Thông qua cách thiết kế trang phục của mình, mỗi vũ đoàn giới thiệu đến khán giả một câu chuyện lịch sử hoặc chuyện ngụ ngôn khác nhau thông qua ngôn ngữ cơ thể, vũ điệu và âm nhạc. Tham gia tranh tài ở lễ hội năm nay còn có hơn 70 đoàn vũ công Samba với các màn trình diễn theo nhiều chủ đề khác nhau. Ban giám khảo sẽ chấm điểm các đoàn vũ công dựa trên nhiều tiêu chí như âm nhạc, cách bố trí đội hình. Người dân Brazil cho biết, dù chỉ diễn ra trong 5 ngày ngắn ngủi, song lễ hội hóa trang đường phố là cơ hội để họ quên đi tất cả phiền muộn, đặc biệt là trong thời điểm kinh tế suy thoái như hiện nay.